Quả nhiên sau khi bị áp chế mãnh liệt một lần nữa, năm đấm của sở phong lại phát sáng một lần nữa. Loại ong nghiện đó lại phát huy tác dụng, đột phá ngăn cản, sẽ ra một vết thương đáng sợ trên bàn tay của La Hồng, sâu đủ thấy xương. La Hồng quay khiếu một tiếng, chuyện này rất cổ quái. Trong mắt của lão ta, sở phong chợt mạnh chợt yếu, để cho lão ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Phanh phanh phanh. Sở phong huy quyền, ngẫu nhiên có một quyền quang bay ra, trúng vào những thiên thạch bên ngoài hòn đảo. Cảnh tượng đáng sợ, đó là vòng xoáy màu vàng ống đang bay nhanh chuyển động, sẽ có vật chất hóa thành bụi bặm của vũ trụ. Là, chính là nó. Sở phong càng ngày càng vui sướng, vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, không ngừng tinh luyện và chát lọc loại áo nghĩa này, đem đồ vật bản chất nhất hiện hiện ra, muốn nắm giữ ở trong tay của mình. Giống như là loa toàn kinh, nhưng lại phức tạp hơn rất nhiều lần hình thành được phá hoại nghe rợn cả người. Ngày thường có người từng làm thí nghiệm qua, dùng một trang giấy thay thế đá mài để nó nhanh chóng xoay tròn, có thể tùy tiện đứt huyết nhục, càng có thể cắt chém thần gỗ. Về phần khi máy khoan điện xoay tròn, cái này cũng không cần phải nói nhiều, chỉ dùng một lực rất nhỏ cũng đủ để xuyên thấu xi măng, kim loại, vân vân. Đầu viên đạn khắc hình chữ thập, khi bắn đi ra, nó sẽ xoay tròn. Một khi tiến vào thân thể, đó là tai nạn, trực tiếp xoắn nát tất cả các khí quan, tạng phủ trong thân thể. Lực sát thương khủng bố, uy lực tăng đến gấp 10 lần so với đạn thông thường. Trong quá khứ, Sở Phong từng nghiên cứu giao ma quyền, nhưng cũng chỉ có biết là nó có lực xoắn, xe rách chỉ lực kinh người. Bây giờ lợi dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn rút ra bản nguyên, đạt được thì làm một loại hình thức nở rộ năng lượng còn phức tạp hơn gấp trăm ngàn lần so với xoắn ốc, được phá hoại dọa người. Trong thế giới của người bình thường, một trang giấy, một viên đạn, lúc xoay tròn đều có uy lực mạnh nhất, uống chi là trong thế giới của tiến hóa giả. Bây giờ loại ao nghĩa này phức tạp gấp trăm ngàn lần so với xoan ốc. Loại phương thức vận chuyển năng lượng này có được lực sát thương cực kỳ khủng bố. Sở phong càng thêm trấn định, giữa sự áp chế của thánh nhân của thiên thần tộc, hắn thu hoạch càng lúc càng lớn. Tuy rằng ở trong quá trình này, hắn cũng máu me đầy mình khoe môi có dòng máu đỏ tươi chảy ra nhưng là ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng Tình khí thần tràn trề đương nhiên cái gọi là vết máu đều đã tinh thần được biến thành đại biểu cho mức độ bị thương của hắn cuối cùng sở phòng nắm giữ tinh luyện thành công thu hoạch được bản quyền áo nghĩa của gia ma quyền trong lúc nhất thời khi hắn vung nắm đấm giống như là có một cái phòng xoáy màu vàng hình đinh ốc đột nhiên xuyên qua khiến cho thanh nhân của thiên thần tộc kêu rên một tiếng. Mọi người kinh hãi, toàn bộ cánh tay của La Hồng đều máu thịt be bé bét, vụn xương um tùm, kém một chút nữa liền bị xoắn đứt và xé rách xuống. Cảnh tượng này quá dọa người. Rõ ràng, hắn thắng bại đã được định trước, người thua chắc chắn là sở phong. Thế nhưng bây giờ tình thế mọi người đang trông thấy là gì? Đây là quyền pháp gì có thể ngăn cản tuyệt học tối cao của thiên thần tộc à? Trong tinh không rất nhiều người nghi ngờ tự hỏi đều rất giật mình thiên thần hạ phàm loại truyền thượng vô thượng này có thể trấn áp tứ phương địch áp chế những chiến hóa giả khác thành phạm nhân và duy ngã độc tôn nhưng là bây giờ loại quyền pháp có thể lại chống lại được trong lúc nhất thời mọi người đều thấy kinh dị với sở phong nhìn thấy hắn thi triển diệu thuật giống như là thể ngộ ra từ trong đại chiến điều này khiến mọi người rung động loại người nào là đáng sợ nhất không hề nghi ngờ tiến hóa giả lấy chiến dưỡng chiến không ngừng lĩnh ngộ trong lúc liều mạng tranh đấu mới là đáng sợ nhất ta có cộng hưởng thuật liền mệnh danh ngươi là loa toàn thuật đi sở phong mệnh danh rất đơn giản nếu để cho tiến hóa giả khác biết chắc chắn sẽ không lời nào để nói các loại thiền công bí pháp của các tộc cái nào không phải có tên gọi uy phòng lẫm lẫm và bá đạo thật ra bí thuật này là phương thức vận chuyển năng lượng phức tạp hơn gấp trăm ngàn lần so với xoắn ốc ở trong lĩnh vực tiến hóa nó vô cùng rườm rà chủ yếu chính là vì phá hư lực sát thương kinh thế Là hồng bây giờ nên giết người sở phong nhẫn nhịn đã lâu hắn có phương pháp hô hấp đạo dẫn có thể chống lại phương pháp hô hấp thiên thần vẫn luôn không có đến lúc sơn cùng thủy tận chẳng qua là vì muốn mượn nhờ áp lực mà tinh luyện cho vô địch thuật giấu ở bên trong sao ma quyền mà thôi sở phong đừng có đắc chí người thì tính là cái gì thành ngộ ra một loại pháp thì cảm thấy có thể giết ta sao? La Hồng rất lạnh lùng, thân là thiên thần tộc, trời sinh cao ngạo, nhất là đối mặt với sinh linh ở trên ngôi sao từng bị bọn họ diệt tộc này vẫn luôn con loại cảm giác ưu việt. Nhưng bà sở phong dùng sự thực nói chuyện, nắm đấm phát sáng, xoắn ốc màu vàng giống như là thiểm điện xông ra, xé rách cánh tay của lão ta, phụ một tiếng một cánh tay của La Hồng bị xé xuống, huyết dịch văng khắp nơi. Đây là tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mà chính chủ La Hồng sắc mặt trắng bệch, thiên thần quang bên ngoài cơ thể lão ta không thể ngăn cản, khiến cho lão ta bị thiệt thòi lớn. Sở phòng tóc đen bay múa, còn người bắn ra lạnh điện đánh tới La Hồng. Mọi người giật mình nhìn thấy trên đám đấm của hắn, có khi hóa thành sinh sinh phòng xoáy màu vàng óng có khi thì là một chùm sáng nhỏ cực tốc xoay tròn, lực xé rách, lực xuyên thấu, đơn giản kinh khủng đến dọa người. Phải biết rằng đối thủ của hắn là một vị thánh nhân, kinh nghiệm đối địch quá phong phú, trải qua năm tháng dài đằng đẵng đã sớm đem ra tỏa tiêu rào quan tưởng cảnh giới sửa đổi đến hoàn mỹ nhất, không chút tỉ vết, mà bây giờ thế lại ở thế hạ phong bị thiệt thòi lớn. Năm đống của sở phong phát ra chùm sáng bầu vàng óng cao tốc xoay tròn không gì không phá bên ngoài hòn đảo những thiên thạch khổng lồ đó có thể nói là tiểu hành tinh ngẫu nhiên bị quyền quang của sở phong đảo qua hoặc bị vòng xoáy màu vàng hóa thành bột mịn hoặc là bị chùm sáng xoay tròn xoắn thành quang vũ gần như hoàn toàn biến mất thanh nhân của thiên thần tộc trên người phun máu đầu vai bị xỏ duyên toàn bộ cánh tay đều gần như là bị rụng xuống chỉ còn dính lại bởi một lớp da ngực trái bị sỏ xuyên thẳng phủ bên trong, hầu như bị thái nhỏ. Lúc bàn chân đạp về sở phong cũng bị sỏ xuyên, nửa bàn chân gần như biến mất. Đang người lạnh cả sống lưng, loại phương thức vận chuyển năng lượng này không riêng gì đáng sợ mà là gần như độc đình. Ngay cả bản thân sở phong cũng cảm thấy loà toàn thật vô cùng âm độc, lực sát thương này thật đáng sợ. Đối với bất luận địch thủ nào cũng là một cơn ác mộng. Tiểu tử, người đúng thật là âm độc đấy." La Hồng kêu lên, nhanh chóng lùi về phía sau nhanh như chớp giật. Một vị thanh nhân la lên như vậy, để rất nhiều người đều không nói gì, có thể tưởng tượng lão ta tức giận đến cỡ nào. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như thế, La Hồng rất thê thảm, một cái cánh tay vứt đi, bàn chân thiếu thốn một nửa, còn có cả một cái cánh tay còn lại cũng chỉ còn dính vào người bởi một lớp da mỏng, cũng sắp rụng xuống mà ngực thì dấu quyền lộ rõ các loại khí quan nội tạng bên trong cơ thể thiếu chút nữa bị đánh cho dập nát loại hậu quả đáng sợ này làm cho tất cả mọi người đều rùng mình bọn họ phát hiện bí thuật này của sở phong cũng quá âm độc ai đụng tới đều cảm thấy tê dại cả da đầu cho dù bây giờ la hồng là tinh thần thể những tổn thương gặp phải cũng không phải là tác dụng trên thực tế cũng không phải là thật sự gãy mất cánh tay và gỗ tạng bục nát nhưng mà mức độ tổn thương cũng không kém bao nhiêu Đây là tổn thương trên thần hồn Có lẽ còn nghiêm trọng hơn Lúc này Một tiếng vang kỳ dị Vang lên từ trong cơ thể của La Hồng Lão ta đang điên cuồng vận chuyển Phương pháp hô hấp thiên thần Một hồi như là gà gáy ngủ Một hồi lại như là một con cóc lớn đang kêu Toàn thân lão ta phát sáng Cái bụng phồng lên Phát ra thành ngầm rất cổ quái Oanh vô tiếng Gần như là trong cùng một lúc thân thể của lão ta xông ra vô tận huyết khí vàng óng bao phủ lão ta sau đó thân thể của lão ta rung động đùm đốp không ngừng cò rút sở phòng tiến đến nhưng là lúc này thánh nhân của thiên thần tộc la hồng lại phong thủ mà không chiến sử dụng thiên thần bộ pháp giống như quỷ bị lướt ngang trượt trái trượt phải lão ta đang chữa thương sau khi thân thể tràn ngập huyết khí tay cụt tạng phủ của lão ta đang cấp tốc sinh trưởng cuối cùng lại khỏi hẳn bật quá ánh sáng trên người lão ta hơi ảm đạm hiển nhiên cũng là bỏ ra đại giới rất lớn trong tinh không cương giả các tộc đều rung động đây là thần hiệu của phương pháp hô hấp trung cực của thiên thần tộc sau khi siêu việt cấp độ quan tưởng vận chuyển phương pháp hô hấp thì có thể cãi trì tái sinh mà số ít thiên tài thì khi ở cảnh giới quan tưởng là đã có thể làm được cùng một thời gian La hồng đang tụng một loại trụng ngữ cổ nào đó quanh thân giống như đúc bằng vàng ròng. Trừ cái đó ra, hư không chưa vững chắc, có thần quang không biết từ nơi nào giáng xuống. Đây là triệu hoán thiên thần. Có người kinh hồ. Một vài danh túc, còn người có rút. Bọn họ đã từng nghe đồn rằng bí điển của thiên thần tộc không thể tưởng tượng. Có các loại truyền thừa rất bất phàm. Thiên thần hạ phàm và hiệu hoán thiên thần, đây là cùng truyền thừa nhất mạch. Tộc này thông qua huyết tế, thông qua các loại chú ngữ có thể triệu hoán năng lượng trong hư không. Đó là một loại vĩ lực. Bây giờ La Hồng đang triệu hoán thiên thần. Oanh! Một vệt kim quang hạ xuống. Đó là một khối xương thay màu vàng dung hợp với bàn tay của La Hồng. Trong chớp mắt, khiến cho bàn tay đó trở nên sáng chói dọa người. Tiếp theo, một khối da kim loại phát ra ánh sáng màu vàng óng hạ xuống, bảo hộ trước ngực La Hồng. Ông một tiếng, lại một khối xương đùi màu vàng óng rơi xuống dùng hợp với chân của La Hồng phát ra ánh sáng chói mắt. Sở phong tranh thủ thời gian xuất thủ, nếu không thì người cũng không còn cơ hội nữa đâu. Nhanh đi, đây là đang triệu hoán thiên thần. Những cái đó hình như là thiên thần ban ân, là vô địch, không thể chiến thắng, nhanh chóng phá giải đi. Trên nguyên thú bình tài có thật nhiều người đang hô to, nhắc nhở sở phong. Dù là rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng cũng có một bộ phận khác rất có hảo cảm với hắn hy vọng hắn có thể đánh bại thánh nhân của thiên thần tộc, làm thành một trận chiến phong thần. Đáng tiếc, sở phong đang ở trong đôi đài quyết chiến, cũng không nghe thấy bên ngoài đang nói gì. Bật qua bản năng cũng đang cho hắn biết, lập tức xuất thủ, không chút do dự. Lúc này sau khi, thân thể La Hồng dung hợp một ít hoàng kim cốt và ra kim loại, lấy những bộ vị đó làm trung tâm, bắt đầu phát ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp bao phủ toàn thân Lúc này lão ta thật giống như một vị thiên thần còn sống Bị triệu hoán đến từ vực ngoại Sở phong lần nữa thi triển loa toàn thuật Đánh liền cánh tay màu vàng của thanh nhân của thiên thần tộc Vòng xoáy màu vàng ống không thể tan rã huyết nhục của đối phương Bị ngăn cản lại Ừm Sở phong khẽ giật mình Hắn cảm thấy la hồng giống như là mặc vào một bộ thần y Lúc này như là thần đấu sĩ lâm trần Sánh ngang với thần Sở phòng dưới loại trạng thái này, ta có thể rất nhẹ nhàng vượt qua đại cảnh giới giết ngươi. Ngươi không đánh đổi ta, mà ta lại có thể tùy tiện xé rách người. Là hồng quát lớn, một trường hướng vỗ về phía trước. Đây là thiên thần trưởng của tộc này, phịch một tiếng, sở phòng đón đỡ. Kết quả loa toàn thật không còn phát huy hiệu quả vốn có của nó, chỉ xé rách một lớp bên ngoài của bàn tay của đối phương, hơi chảy máu, mà bản thân hắn lại khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi thành nhân thật đúng là khó giết. Sở phong cảm thán, ánh mắt trở nên thịnh liệt, vô cùng sáng chói. Trong tinh không, các đạo tử, ma tử, thiền nữ đến từ thế giới tinh thần ở mười vị trí đầu tiên. Cả đám đều lộ ra sắc mặt khác thường. Thổ dân ở vùng đất đã xuống dốc này cũng rất thú vị. Đến nước này rồi mà vẫn còn đang suy nghĩ chuyện đổ thánh. Lúc này, có chừng năm sáu cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của vũ trụ tới. Nữ có, nam có, đều đang quan sát chiến trường. Một vài thanh nhân cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn xem sở phong có thể nghịch thiên hay không. Đối phó với, với triệu hoán thiên thần của thiên thần tộc, ngay cả người của mười vị trí đầu cũng thấy đau đầu, càng không nói đến tiến hóa giả của dân tộc khác. Yêu yêu, người bằng ngươi chọn tình huống không tốt. Đúng, trạng thái bây giờ của ngươi là gì? Chỉ sợ ngay cả quỷ hồn cũng không phải. Ừm, người cũng thành bộ dáng này, còn lưu luyến thế gian không muốn chết sao? nữ thánh của linh mộc tộc Mộc thanh hàm mờ miệng mang theo ý cười lạnh ngôn ngữ rất bất thiện không ngừng bới móc vết sẹo của yêu yêu đủ rồi Mộc thanh hàm ngươi không cảm thấy quá đáng sao năm đó bị yêu yêu lật tay đập tan bây giờ trả thù ngươi không cảm thấy có chút tiểu nhân sao lúc này một người nam tử trong tinh không đi tới một thân áo xanh sang người cao ráo gương mặt rất trẻ trung phi thường anh tuấn nhưng lại không che giấu được nét tang thương trong con người chủ nhân của nguyên thú bình đài lâm kỳ có thánh nhân viễn cổ kinh hô lâm kỳ bây giờ là một vị thánh nhân tuyệt đỉnh bên dưới chiếu trọi trừ thiên có có đối thủ hơn nữa hắn tàn nắm giữ tài nguyên và thế lực vô cùng khổng lồ người một thanh hàm há mồm nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa yêu yêu lâm kỳ khẽ gọi tiểu lâm tử yêu yêu lại cũng nhìn vài phía hắn ta Lâm Kỳ vẻ mặt lại thương cảm mà nhìn sang yêu yêu. Sau đó lại nhìn cô gái đứng trên đỉnh thiên đẳng đó. Hắn ta cảm giác không chân thực như vậy. Có nhớ cảnh tượng sau cùng của năm đó. Cô ta áo trắng nhuốm máu như thiêu thần lao đầu vào lửa. Một mình sông lên trời đi ngành chiến. Đó là những hình ảnh thê lương cuối cùng mà hắn ta được nhìn thấy. Hắn ta muốn đi ngăn cản cũng không được. Thời đại đó, hắn ta còn chưa thành thánh làm gì có tư cách đó. Năm đó, hắn ta không thuộc về địa cầu, đến từ những tinh hệ khác, nhưng lại là một trong những người bạn tốt nhất của yêu yêu. Khi hắn ta đuổi tới địa cầu, chỉ có thể nhìn thấy một trận chiến, có thể nói là chịu chết của cô ta. Nghĩ tới những thứ này, mũi của Lâm Kỳ thấy chua xót. Tiểu Lâm tử yêu yêu nở nụ cười xinh đẹp, rất sáng lạc. Lâm Kỳ nhìn thấy phong thái của cô ta như vậy, càng thêm chua xót trong lòng người trước mắt này cuối cùng cũng chỉ là một tia chấp niệm của cô ta cũng không phải là chân chính yêu yêu cô gái áo trắng tuyệt thế năm đó đã không thể quay về được nữa giờ khác này hắn ta cảm giác rất muốn khóc qua nhiều năm như vậy hắn ta thành thánh đã là một trong những thánh nhân cường đại nhất trong vũ trụ sao trời phía sau còn có cường giả chiếu trọi chư thiên duy trì hắn ta phát triển một cái sân đối chiến nho nhỏ nằm đó đến nguyên thú bình đài danh khí vang dội như bây giờ năm tháng dài đằng đẵng qua đi hắn ta vẫn còn giữ lại tài khoản màu vàng yêu yêu thành tiên đó cho yêu yêu hy vọng có một ngày cô ta còn có thể tái hiện nhân gian thế nhưng mà nhìn thấy cô ta áo trắng như tuyết nhìn thấy phong thái cô ta vẫn như cũ nhìn thấy cô ta tuyệt thế sáng lạc nhưng trong lòng của hắn ta lại phát khổ càng thêm cảm thấy thê thảm cho cô ta thân là thánh nhân trong mắt của hắn ta cũng có chùa có sót muốn rơi lệ dù sao cô gái không linh đó Đã từng là đệ nhất dưới trời sao Bây giờ lại chỉ để lại chấp niệm Những người đã từng kém xa cô ta Cũng đã thành thánh Còn yêu yêu thật giờ đang ở đâu Đồ thánh Từ thiên thần tộc bắt đầu Trong chiến trường Nhưng về một bên đại đổ sát cũng không có đến Dù là thành công triệu hoán thiên thần La Hồng cũng không có thể giết chết sở phong Ngược lại bây giờ sở phong chiến ý dâng cao hắn tay trái cộng hưởng thuật tay phải loa toàn thuật vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn oanh sát về phía trước hai loại diệu thuật cùng nhau thi triển sinh ra hiệu quả rất khủng bố có chút kinh thế hãi tục khi xếp chồng lên nhau uy lực rất kinh khủng không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai thần y màu vàng trên người của la hồng bị đánh hỏng có thần cốt màu vàng bị đánh bay ra ngoài kèm theo đó là xương máu cái này chẳng lẽ hôm nay thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn như đổ thánh ngay sau? Trong tinh không, tất cả mọi người rung động rồi. Phía trên đỉnh thiên đẳng, xung quanh hòn đảo do tinh thần lực tạo thành. Từng viên thiên thạch lơ lửng ở bên ngoài không gian. chung quanh càng là tinh quang sáng chói. Trong chiến trường đặc thù này, đang xảy ra một trận chém giết vô cùng kịch liệt. Sở phong! Thanh nhân của thiên thần tộc La Hồng, tóc tay bù xu, đứng đó gầm nhẹ cả người toàn là máu, bị thương rất nặng. Lão ta thực sự có mà chấp nhận kết quả này. Bản thân của lão làm sao có thể thua được? Là Hồng là ai kia chứ? Là một đời thánh nhân quật khởi từ thời viễn cổ. Đoạn đường này đi tới, đồ thánh diệt tộc, diệt địch vô số, sinh bệnh tinh cầu mà lão ta tự mình hủy diệt, đều đã sớm vượt qua năm ngón tay. Bây giờ lão ta chỉ đang quyết đấu với một tên tiến hóa giả quan tưởng sơ kỳ, kết quả lại ở vào thế yếu, cả người toàn là máu chuyện này khiến cho bản thân của lão ta làm thế nào mà chịu được nhất là viên tinh cầu rơi chân lão ta đã từng bị bọn họ trinh phạt trực tiếp diệt tộc sở phong chỉ là hậu duệ của dư nghiệt còn sót thế mà đến để gây khó khăn cho lão ta như vậy phải biết bây giờ toàn vũ trụ đều đang nhìn lão ta lão ta đường đường một đời thánh nhân viễn cổ bây giờ bị một tên tiểu bối đánh cả người toàn máu đang cực lực tránh né đây là sỉ nhục to lớn đến cỡ nào. Là hồng thét lớn, lão ta có chút hối hận, đánh cược như thế này, lão ta thắng lợi là chuyện đương nhiên, chỉ khi nào thất bại, đó mới thật sự là tai nạn thôi. Lão ta không chỉ có thần đoại danh liệt, còn sẽ bị tàn sát, sẽ chết thảm ở chỗ này, đây cũng quá không đáng giá. Oanh! Năm đấm của sở phong lần nữa đập tới, tay trái cộng hưởng thuật, tay phải loa toàn thuật, cả hai kết hợp với nhau, lực phá hoại quả thực là hù chết người, đặt đến một cái tình trạng điên cuồng. La Hồng gầm thét, dùng hết cả năng đối kháng. Sau khi triệu khoán thiên thần trong thân thể của lão ta dung nhập rất nhiều khối hoàng kim cốt, còn có màu miếng da màu vàng, giống như thiên thần ban ân. Lần này sau khi quyền ấn chạm vào nhau, La Hồng sắc mặt lại một lần thảm biến. Thiên thần trưởng ngăn không được đối phương, tay phải của lão ta chảy máu, da bị rách nứt ra phù một tiếng trong lòng bàn tay có một khối xương màu vàng đất gãy đi ra lại một khối thiên thần cốt được triệu hoán và đến mất đi để sắc mặt của lão ta trắng bệch máu mẹ đầy tay đừng nhiên mọi chuyện không chỉ như vậy sở phong lăng không bà lên toàn thân cao thấp không giới hạn trong song quyền tất cả bộ vị cũng có thể công kích đều có thể thi triển cộng hưởng thuật và loa toàn thuật đầu gối của hắn cùi trỏ của hắn vân vân nhưng bộ phận cứng rắn nhất này đều cùng nhau phát ra thế công lang lệ. Hắn quỳ khối ở giữa không trung, thù khỉu tay, sau đó đột nhiên bộc phát, duỗi người ra, trang diện kia tương đương khủng bố. Bởi vì giờ khắc này, hơi thở của hắn gấp rút, toàn thân đều là xương trắng, sau đó bạo dũng, đơn giản giống như là tiên khí sôi trào. Đồng thời, thân thể của hắn phóng thích trùm sáng giống như gợn sóng, còn có vòng xoáy màu vàng vân vân các bộ vị của thân thể đều đặt điểm công kích oanh sát tới la hồng la hồng kêu to mang theo tức giận còn có không cam lòng và không phục lão ta là võ thánh viễn cổ sao có thể bại được nhưng đã hiện tại quá tàn khốc lão ta dùng hết khả năng đối kháng càng là đang tránh né không dám tranh phong kết quả đầu vai của lão ta vẫn là bị thân thể của sở phong đụng trúng phù một tiếng huyết hỏa bốc lên xương bả vai nhảy ra đó là một khối hoàng kim cốt màu vàng bị đánh rụng ra ngoài. Là một khối thần cốt sáng tâm từ thiên ngoại bị nhổ ra, rắc một tiếng vỡ nát ở trong hư không, sau đó hóa thành một luồng năng lượng đặc thù màu vàng óng rồi tiêu tan. Hậu đại của một đám thất bại, nghiệt chướng, giết. Là hồng gương mặt tái nhợt, Đần như là vặn vẹo, trong đó kêu to. Chiến đến một bước này, sau khi thất bại, đạo ta thẹn quá hóa giận, Sở phong đáp lại cho lão ta là vô tình oanh sát, thân thể cong lên như là một con chân long đuổi chạm đất. Sau khi hơi khom lưng, đột nhiên nổ bắn ra mà đến như là điện quang, bộc phát uy thế càng thêm khủng bố. Chùm sáng xoắn ốc bay ra từ phía sở phong, vô cùng sáng chói để cho tinh không trên đỉnh đầu của hai người đều mở đi. Ngoài ra còn có gợn sóng điểm điểm, đó là cộng hưởng thuật gây ra, khuấy động mà tới đa Hồng kêu lên thảm thiết. Nửa người của lão ta đều là máu, một cánh tay đều bị xé nứt xuống tới. Cảnh tượng phi thường thê thảm. Trong thân thể, hoàng kim cốt từ vực ngoại hàng tâm xuống. Từng khối lần lượt bị đánh bay ra ngoài, hiện ra xung quanh lão ta. Có thể nói là đang tách rời lão ta, mổ xẻ lão ta. Ta là thánh nhân viễn cổ. Lão ta gầm nhẹ, lão ta gào thét, tràn ngập không cam lòng. Còn có phận uất Hôm nay chiến đấu như vậy quả thực là vô cùng nhục nhã. Đạo ta toàn thân đều là máu, bị thương nặng, gần như hoàn toàn mất đi chiến lực. Trong tinh không, các phương cao thủ đều đang giật mình nhìn xem một cảnh này. Thanh nhân của thiên thần tộc La Hồng thế thảm như vậy, vượt ngoài dự liệu của mọi người. Vốn sĩ bọn họ còn đang suy nghĩ, khả năng đây sẽ là đại đổ sát nghiêng về một bên. Triệu hoán tiền thần đều thi triển ra. Sao La Hồng không thắng cho được? nhưng mà hiện thực chính là có tính đột phá như thế sở phong không chỉ có chống đỡ bí pháp quỷ dị như triệu hoán thiên thần này còn đang hủy bỏ huyết nhục và hoàng kim cốt của la hồng sở đại ma vương thật nghịch thiên trên nguyên thú bình đài một đám người đều cảm giác miệng đắng tự khô cái này thật muốn đổ thánh sao nơi địa cầu cũng có rất nhiều tiến hóa giả bản thổ đang chăm chú bởi vì cảnh tượng trong tinh không này có thể bị khoa học kỹ thuật được thu lại cũng không biết có bao nhiêu người đang chăm chú. Những cố nhân của sở phong, tỷ như thiền lý nhãn đỗ hoài cẩn, thuận phong nhi âu dương thành, còn có diệp khinh nhu, hổ sinh, hùng khôn, cùng người của các đại tài việt, tỷ như khương lạc thần, tề hoành lâm, vân vân và vân vân. Lúc này cũng đang không ngừng rung động. Ngoài địa cầu, xung quanh chiến trường có từng cái chiến xa, có bộ phận thuộc về hậu nhân dòng chính của các tộc, Tỉ như các đạo tử thiên nữ đến từ thế giới tinh thần ở mười vị trí đầu, còn có nhân vật trọng yếu của các tộc, tình như thánh nhân cường đại. Bây giờ trong vũ trụ tinh không, không một cách nào bình tĩnh, cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn chăm chú trận chiến này. Wow, kẻ buôn người, sở phòng thật là lợi hại. Anh phù địch, người đánh thắng được hắn sao? <laughs> Ta quyết định rồi, sẽ bán tỷ tỷ ánh trích tiền cho hắn. À không, là gả cho hắn chứ. Cách thiên đẳng không xa trên một cỗ chiến xa một cái tiểu la lị tóc bạc mặt mày hớn hở nhảy đi nhảy lại trên chiến xa rất nhiều người nghe vậy ngạc nhiên không khỏi ghé mắt tại chỗ đều lộ ra sắc mặt khác thường cô bé này có lai lịch quá lớn tên là ánh hiểu hiểu là tiểu công chúa của á tiên tộc ở mười vị trí đầu về phần anh vô địch mà cô bé nói tới chính là một người thanh niên trẻ tuổi toàn thân được bao phủ trong ánh sáng thần thánh tóc bạc rối tung xem xét chính là nhân trung long phượng khi chết xuất chúng. Hắn ta là truyền nhân mạnh nhất của Á tiên tộc, cũng là một trong mười đại cao thủ trẻ tuổi đứng đầu trong vũ trụ. Người còn dám nói lung tung, ta trực tiếp chắn miệng của người, sau đó đưa ngươi trở về trong tộc đấy. Anh vô địch uy hiếp muội muội của mình. Bản thân của anh vô địch vô cùng mạnh mẽ. Người, cái luyến tỷ khống này. Cô bé tóc bạc miễu mồi nói, ánh mắt to đảo qua đảo lại, nhìn qua, ít nhiều có chút chuột giả. Dạ giống như là đang tìm người. Nhất thời mặt anh vô địch đen lại, không nói câu nào. Nếu đứa cô bé nhét vào trong xe, chị hận không thể lập tức đóng gói cô bé, sau đó gọi công ty thông thiên chuyển phát nhanh gửi về. Ai ra cứu mạng? Mỹ nhận thư bà dưới trời sao ánh trích tiên. Người đã đến chưa? Tranh thủ thời gian cứu người. À, tỷ tỷ cứu mạng. Ánh vô địch, tên luyến tỷ khống này, muốn giết người diệt khẩu đấy. Cô bé tóc bạc kêu to lên ở trong xe tất cả mọi người im lặng. Tiểu gia hỏa của á tiên tộc này thật sự là hố huynh hố tỷ. Loại gọi như vậy, đoán chừng đều khiến cho ca ca tỷ tỷ của cô bé đều mặt đen như đít nổi. Trong thời khắc đại chiến khẩn trương như vậy, bên ngoài nơi này lại có chuyện khôi hài như vậy, khiến cho một vài thánh nhân khóe miệng đều hơi co rúm, nhịn không muốn cười. Xung quanh, một vài mỹ nhân đều liếc qua, nhìn về phía nơi đó. Trong đó mấy người có dùng mạo tuyệt đại, khiến cho quần tinh trong vũ trụ đều ảm đạm xuống quá mỹ lệ trong các cô ấy đã có lấy chồng có người vẫn chưa lập gia đình hấp dẫn được chú ý của rất nhiều người tuổi trẻ bởi vì mấy người đó là những cô gái đẹp nhất dưới trời sao xếp hạng đều là trước mười ui da anh trích tiền mau tới đây cứu mạng người này không xuất hiện chợ ta lớn lên sau đó sẽ thay thế vị trí của ngươi chèn người xuống vị trí thứ tư Rốt cuộc cô bé tóc bạc đó yên tĩnh lại Rõ ràng là bị trấn áp Nhưng một câu nói vừa rồi khiến cho người ta Không biết nên khóc hay nên cười Cái này điển hình của một cái tiểu phản nghịch Trong lúc huynh vội á tiên tộc dày vò Cách đó không xa Cũng nằm trong mười vị trí đầu Thiên thần tộc cũng đang nhìn thì thầm Nơi này có thần nữ của thiên thần tộc Cũng có thánh nhân đang trịnh trọng thương nghị Thiên thần tộc không thể bại Là Hồng là thánh nhân nếu như thua trong tay một người trẻ tuổi chỉ bây là cấp độ quan tưởng tổng ta rơi vào trong vòng xoáy dư luận trở thành đề tài nói chuyện bị người ta nhạo báng truyền âm cho các thần tử thánh nữ đã sáng lâm trên địa cầu thậm chí có thể du thuyết tần lạc âm của đại bộng tịnh thổ mời bọn họ đi tới chỗ thiên đẳng ở trên núi côn luân quả quyết xuất kích ra tay với nhục thân của sở phong nhất định phải gián đoạn lần quyết chiến này hoặc là nghị biện pháp gây ảnh hưởng cho thiên đàng của nhiệm tinh thần của sở phong trong chiến trường sở phong liên tiếp ra nặng tay giết la hồng kêu thảm giờ các này thánh nhân của thiên thần tộc vô cùng hối hận thật không nên đánh cược với một hậu bối như vậy quá thấp kém lúc này đối mặt với người này lão ta lại không thể địch lại đây là quái vật gì ngay cả thánh nhân cùng cảnh giới đều không phải là đối thủ của hắn để la hồng phát lạnh trong lòng sở Phong thét lớn xuất thủ càng thêm cuồng bạo hai loại vô địch thuật chồng chất lên nhau chuyện để áp chế loại bí pháp như triệu hoán thiên thần đánh cho la hồng đều sắp phát nổ dù đã la hồng có được thiên thần bộ cũng vô pháp thoát khỏi sở phong thi triển ra thiên nhà chỉ xích bị sở phong truy kích đại khai sát giới ở trên người lão ta bốc lên vô số huyết hoa về sau trước năm đấm của sở phong vòng xoay màu vàng nổ vang còn có gợn sóng cộng hưởng thanh nhân của thiên thần tộc phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Hoàng kim cốt trên người của lão ta liên tiếp bị bóc ra, tất cả đều bị đánh văng ra ngoài, tách rời thân thể của lão ta. Quả thực là đang tiến hành một lần giải phẫu kinh khủng. Đến tận lúc đây, triệu hoán thiên thần hoàn toàn tan rã. Sao cần cờ tiến hóa của hắn còn chết sụp đổ nhỉ? Là hồng âm thầm cắn răng, lão ta từng thăm dò so được bí mật của sở phong, biết trên đạo cơ trong cơ thể hắn có vết rách dày đặc không cách nào kéo dài đại chiến bằng không tự thân sẽ phế thế nhưng mà qua thời gian dài như vậy sở phong vẫn có thể sinh long hoạt hổ càng đánh càng hăng mà chính lão ta lại triệt để đại bại sắp khó giữ được tính mạng Là hồng sắp xong rồi đồ thánh nha thật sự sắp xảy ra chuyện này trong tinh không cũng không biết có bao nhiêu người đang cảm thán động thủ đi nơi thiên thần tộc có một vị thánh nhân khác đang mở miệng đang thì thầm bí mật truyền âm cho những thần tử thánh nữ trên địa cầu để bọn họ tấn công núi Cồn Đột. Trên thực tế, xung quanh núi Cồn Lồn không hề thiếu vực ngoại hàng lâm giả, bởi vì trước đó Sở Phong từng đại quyết chiến với thiếu thần của Thiên Thần tộc, hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Trên tất cả các tình lộ, có rất nhiều người đuổi tới, đại chiến ở bên ngoài núi Cồn Lồn. Bây giờ thật sự có người hưởng ứng hiệu triệu thánh nhân phong tới thiên đẳng, muốn gây bất lợi cho nhục thần của sở phong cút ngay Các người thật đúng là không biết xấu hổ muốn làm nhiễu trận chiến của sở phong à lúc này Nam đại hắc ngưu âu dương phong lão lư hồ đông bắc hoàng ngưu nổi giận vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra những người này cũng quá không biết xấu hổ không hề nghi ngờ ở bên ngoài không gian thanh nhân của thiên thần tộc la hồng phải xong đời kết quả có người âm thầm muốn phá hoại muốn cưỡng ép thay đổi kết quả đại chiến ở bên ngoài không gian, yêu yêu đứng ở trên đỉnh thiên đẳng, phong hoạt tuyệt đại. Lúc này trên gương mặt óng ánh hoàn mỹ, không tí vết của cô ta, lộ ra một sợi lạnh ý, nhìn về phía thiên thần tộc mà nói. Các người đã đang muốn chết, hay vẫn là muốn chết? Để cô ta nói ra những lời này, có thể thấy được trong nội tâm cô ta đang khó chịu tới cỡ nào. Lúc này trong núi cồn luân, một đám thần tử thanh nữ vọt tới, mang theo sát cơ, bọn họ được thánh nhân bí mật truyền âm muốn xông lên thiên thẳng đi tiêu diệt nhục thân của sở phong đây tuyệt đối là sự kiện lớn đây là muốn từ đầu nguồn đánh chết sở phong thay đổi chiến cuộc các người đều cút đi chu toàn quát lớn đón lấy một viên tử tình thiên đôi từ trong tay của bà lão ở núi vương ốc đứng lên huy hiếp nói ai dám lên trước lập tức oanh sát sưu veo về phần hai người âu dương phong và hoàng hưu thì đã chủ động lao ra giống như là hai đạo điện quang một là thần thú một là đạt được trùng cực phương pháp hô hấp của yêu tộc hai người thực lực kinh người đối mặt với thần tử thánh nữ cũng không có áp lực chút nào quá không biết xấu hổ chưa thấy loại người vô sỉ như các ngươi thiên thần tộc ở vực ngoại đại chiến không được thì muốn gây khó dễ có cái đám trần chó các ngươi tới tập kích thật là vô sỉ Âu Dương Phong liếc mắt nhìn xem bọn họ, cuồng phốn nước bọt, sau đó rống to một tiếng, khánh lòng hữu hối. Nó kêu to một tiếng, điển hình cáp mô công, không hề có chút quan hệ gì với rồng. Một đôi cáp mô trưởng vỗ tới phía trước, cắt bày đá chảy, cương phong cuồn cuộn để cho sơn lĩnh đều đang run sợ. Phanh phanh phanh, nó giết tới, chém giết với những người kia, chấn cho một số người ho ra máu, lào đào lùi lại. Người thực lực mạnh nhất là một vị thánh nữ lúc này cô ta thét chói tai bởi vì nước bọt của con cóc giống như là mưa to tầm tã lạch cạch lạch cạch phùn tới cô ta lúc này có người bị âu dương phong một trường vỗ cho nổ tung hóa thành mưa máu mà thanh nữ đó cũng trúng chiêu bị bàn tay có ánh sáng màu vàng óng xoay tròn của con cóc đập nát bình khí đánh cô ta bay tứ tung ở một bên khác hoàng ngưu cũng nổi giận những người tới từ vực ngoại này đúng là có chút không điểm mấu chốt đường đường là thánh nhân của thiên thần tộc quyết chiến với sở phong lại không biết dấu hổ như vậy cần ngoại được đến quấy nhiễu dùng thủ đoạn không thường quy để bắt thủ thắng thực sự có chút không cần thể diện bởi vậy nó ra sức xuất thủ đại khai sát giới không hề nghi ngờ gì người lén lút chạy tới nơi này xuất thủ thực lực không đủ mạnh mẽ những hàng lâm giả mạnh mẽ đều sớm đã bị bắt làm tù binh với thiếu thần của thiên thần tộc trước mắt những kẻ đầu cơ có thực lực kém một chút vì hoàng ngưu tại chỗ giết chết mấy người xung quanh thiên đẳng máu tươi tưới đầm đìa cho dù đã như thế này đại hắc ngưu hồ đông bắc lão đư cũng như lâm đại địch bọn nó cẩn thận thủ hộ sợ có người đột phá xông tới thiên đẳng quấy nhiễu sở phong vào thời khắc này phương xa truyền đến tiếng đa huỳnh đệ chúng ta tới đây đám người ngao vương mã vương đảo lạt ma còn có đảo tông sư của núi võ đang chạy tới trong tay mỗi người đều nắm lấy một cái đồ vật phát sáng, ánh sáng tím lóng lánh. Cái đó là tử tình thiên đôi à? Trong tay đám đại yêu này đều là hàng thật giá thật, tuyệt đối không phải một sọt so tinh thể giả của bà đáo ở núi vườn ốc kia. Bây giờ đám đại yêu này đều tản ra khí tức nguy cấp. Sao các người lại tới đây? Đại hạ ngừ quái khiếu, ta đã nghe sở phong nói qua, núi lòng hồ đã phong sơn, nhưng người này thân ở trong núi Long Hổ đã ra không được. Đều phát sinh loạn đại sự này, sao chúng ta có thể không đến chứ? Mã Phương ngao ngao kêu to. Công chúa yêu yêu thức tỉnh, tạm thời không còn phong sơn nữa. Bọn nó nói, chúng ta tới hộ pháp. Lão Hắc, Tiểu Hoàng, đã lâu không gặp. Lão Hắc, giờ ngươi lại đen thêm một chút rồi? Một đám người gặp nhau vô cùng náo nhiệt. Bọn nó đem tới tử tình thiên lôi, là đào được ra từ dưới mặt đất của một vài danh sơn sở dĩ bây giờ mới xuất hiện cũng là bởi vì vừa rồi đi làm thợ mỏ đào đi tử tinh thiên lôi yêu yêu chỉ điểm bọn nó tìm được những gì tích đó thu hoạch không hề nhỏ thậm chí trong những tử tinh thiên đôi này còn có là năm đó yêu yêu độ kiếp để lại rốt cuộc có uy lực mạnh tới cỡ nào không phải biết được và lão của núi vương ốc mang tới tử tinh thiên lôi có thể oanh sát thiên tài của tây lâm tộc mà tử tinh thiên lôi do yêu yêu độ kiếp hình thành vậy đơn giản không dám tưởng tượng ra bởi vì loại vật này người độ kiếp càng mạnh đối ứng thiền lồi kết tinh càng thêm khủng bố vô biên năm đó yêu yêu có danh sừng đệ nhất dưới trời sao đừng có lãng phí oanh sát những người trên thân mang theo hồng quang bị thanh huyết bào phủ đấy ngao Vương nói ra bởi vì thiên thần tộc xuất thủ rất là quả quyết âm thầm hạ xuống thánh huyết bảo vệ lấy một vài thần tử thanh nữ gia trì bọn họ lực lượng của bọn họ để bọn họ càng thêm cường đại. Được rồi, tiêu diệt đám khốn kiếp này. Nơi núi cồn lột, tiên đôi cuồn cuộn phát sinh nổ lớn. Một đám đại yêu dùng sức ném tử tinh thiên lôi, nổ một đám người kêu cha khỏi mẹ vô cùng thê thảm. Không nên quá phô trương và lãng phí. Yêu yêu công chúa từng nói, thiên đàng có thể che chở cho sở phong. Cho dù để bọn họ xông tới, cũng không thể làm gì được nhục thân của sở phong. Hạn chế ném thiên lôi, tiết kiệm đạn dược ấy viên tử tinh thiên lôi này có chút đặc biệt có phải là do năm đó yêu yêu công chúa độ kiếp lưu lại hay không nếu không chúng ta ném một viên thử xem sao uy lực sẽ mạnh như thế nào không được những người này còn chưa xứng trên núi cồn lồn những người sao động chạy tới nơi này muốn đi nhằm vào sở phong đều triệt để choáng nặng bị tạc thất tinh bát lạc thì thảm vô cùng một đám đại yêu của núi cồn lồn và đại hắc ngưu đang thảo luận uy lực của tử tinh thiên lôi Kết trong một đám người xâm nhập bị phẫn, khóc không ra nước mắt. Lần này nếu là sắp bị hố chết rồi. Yêu yêu đứng ở trên đỉnh của thiên đằng cảm ứng được nơi đó có người xông vào. Muốn súng kích cốc cây thực vật này nhằm vào sở phong. Trên mặt của cô ta hiện lên lạnh ý, cảm thấy thiên thần tộc thực sự không biết xấu hổ là gì. Trong tinh không, người của thiên thần tộc sắc mặt bình thản. Có vài người khóe miệng mang theo một sợi cười lạnh. Đương nhiên, sẽ không chủ động thừa nhận cái gì Bật quá Bọn họ đã quen cố chấp Dù là đối mặt với Yêu Yêu Vì đến nhất dưới trời sau ngày xưa Bọn họ cũng không thèm để ý Bởi vì trong mắt bọn họ Yêu Yêu đã chết Còn có thể lật ra sóng gió gì đây Sau đó Bọn họ nhanh chóng thay đổi sắc mặt Cảm thấy được núi côn luôn có thiên lôi cuộn cuộn Cả đám đều nổi giận Hiền hiện sát ý Thế nhưng đã cho dù là bọn họ Có không cam lòng đến đâu cũng không thay đổi được cái gì. Bây giờ phản chúng nhìn trừng trừng, có một số việc nếu làm tiếp nữa, mà nói, chuyện để bạo lộ ra, sẽ chỉ làm các tộc chế nhạo. Một bà lão của thiên thần tộc mở miệng nhằm vào yêu yêu, mang theo lại ý nói. Yêu yêu công chúa, người bá đạo như vậy, nhìn xuống chúng ta dựa vào cái gì? Một vị cường giả nam tính của thiên thần tộc, bề ngoài nhìn như bốn năm mươi tuổi, xóa mái tóc dài vàng óng, còn người như là mặt trời nhỏ khi tức khủng bố càng làm trực tiếp mở miệng mang theo ngạo mạn nói ừ người thật sự cho rằng ngươi vẫn còn là công chúa vô địch của năm đó hay sao đừng có quên bây giờ chúng ta thành thánh mà ngươi chỉ là một đạo chấp niệm ngay cả quỷ hồn cũng không phải hiển nhiên đây là người cùng một thời đại với yêu yêu công chúa ngày xưa chỉ có thể quan sát yêu yêu công chúa bây giờ lại là thánh nhân cảm thấy tự thân cao cao tại thượng khi nói những lời này bọn họ càng la trong bóng tối truyền âm mệnh lệnh nữ thần thánh nữ nơi núi côn lôn dù là điều mạng cũng phải tiếp tục hành động nhất định phải xông tới thiên đẳng diệt nhục thần của sở phong kinh động thần hồn của hắn để cho hắn rơi khỏi chiến trường tinh thần yêu yêu công chúa người cường thế quá mức rồi chỗ thiên thần tộc những người khác cũng cười lạnh nói tiến hành chế nhạo đói không cần luôn cảm giác mình là thứ nhất dưới như trời sao sao đây cũng không phải là thời đại của ngươi thiên thần tộc các người quá mức rồi chủ nhân của nguyên thú bình thải lâm kỳ trên khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ lộ ra tức giận trong con người tàng thương bắn ra thần vang dọn ngươi dù là đối mặt với thiên thần tộc hắn ta cũng không sợ hãi có can đảm mở miệng lần nữa đối chọi gay gắt với bọn họ trong tinh không rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường từ thế hệ trẻ tuổi đến kim thần là hắn lại đến thánh nhân viễn cổ cũng rung động. Có lẽ nơi này sẽ xảy ra một trận chiến khác. <laughs> Lúc này yêu yêu cười, loại từ thái đó hoàn toàn là miệt thị, chính là khinh thường một đám người của thiên thần tộc, không có để ở trong mắt. Loại phong thái này, thần thái như vậy, quả thực là đang ghim vào tim của nhân mã của thiên thần tộc. Năm đó cô gái này giết vô số thiên tài của bọn họ, đầu người cuồn cuộn, càng đạt đánh chết người muốn xưng tôn trong vũ trụ, vũ hóa thần thể, bóp chết hạt giống hy vọng của tộc này, khiến cho bọn họ vẫn luôn ghi hận cô gái này. Bây giờ cô ta vẫn ung dung như cũ, miệt thị bọn họ, khiến cho đám người cao cao tại thượng thiên thần tộc không thể nhịn được nữa. Yêu yêu, người cũng chết rồi, còn cái sóng gió gì vậy? <laughs> sống sót mới là bên thắng lớn nhất, người là bậc cha chú của những người này cũng vậy. Đã xong rồi, đây là thời đại trói lọi thuộc về chúng ta. Một vị cường giả cấp độ kim thần là hán của thiên thần tộc trực tiếp trách mắng. Hắn ta chưa từng trải qua trận chiến thượng cổ, trong lòng không có kính sợ yêu yêu. Bây giờ là người bất mãn nhất trực tiếp khiêu chiến. Lâm Kỳ vừa muốn mở miệng lần nữa nhằm vào thiên thần tộc, kết quả bị yêu yêu khoát tay ngăn cản. Tiểu Lâm Tử không cần nhiều lời, người lại lùi ra phía sau đi. Yêu yêu rất bình tĩnh, nhìn về phía thiên thần tộc nói nhớ năm đó các người ở trước mặt ta là gà đất chó xanh hôm nay cũng không có bất kỳ thay đổi nào ta xem thường tất cả các người một đám người của thiên thần tộc sắc mặt đều vô cùng khó coi bà lão thân là á thánh đó u lãnh nói trong lòng người lại bất mãn lại có thể thế nào đương nhiên là giết các ngươi một đám sâu kiến năm đó dù là thời gian lưu chuyển tuy nguyệt mất đi các người vẫn không chịu nổi như cũ toàn bộ giết đi cho rồi yêu yêu đền tiếng như vậy. Ở trong tay cô ta xuất hiện một hòn đá lóng lánh. Có người tinh mắt nhận ra là côi bảo bên trong thần tử. Đó là một khối từ tủy bị đánh mài ôn nhuận, lóng lánh. Bây giờ lại phát sáng trong tay yêu yêu. Theo yêu yêu phút ve, khối nam trầm đó phát ra dao động dị dạng. Tiếp đó trong ngoài không gian, vầng trăng sáng đó ầm vang lay động, bộc phát ra ánh sáng vô đường. Giờ khắc này, trăng tròn còn khủng bố hơn cả mặt trời, lan tràn ra vô số ký hiệu trận vực, hình thành áp chế rung động lòng người. Thần băng cuồn cuộn nghiền ép tới chỗ của thiên thần tộc. Đây là không. Đang người thiên thần tộc luống cuống, tất cả đều đang kêu to. Có người cấp tốc xé rách hư không muốn bỏ chạy, bởi vì dự cảm đến không ổn, đoán được đây chuẩn bị ở sau và thánh sư để lại. Bây giờ bị yêu yêu kích hoạt. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi ký hiệu trên mặt trăng quá dày đặc, toàn bộ tập trung tới chỗ đám người của thiên thần tộc, hình thành nghiên ép phòng bế không gian. Phanh, phanh, phanh. Chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nơi đó các loại chiến xa xe kéo lần lượt sụp đổ, hóa thành từng đoàn ánh sáng năng lượng trực tiếp bị hủy diệt. Vị trí của thiên thần tộc, một đám người gầm thét ra sức chống cự. Kết quả huyết vụ nổ tung. Một bọn người chết thì chết, thương thì thương, không thể thoát khỏi áp chế nơi đó ngay cả vị thánh nhân đó cũng bị thương nặng. Ta giết ngươi. Nam tính thánh nhân gương mặt nhìn như 40, 50 tuổi đó, tóc tai bù xù, lao về phía đỉnh của thiên đẳng, muốn tiêu diệt chấp niệm của yêu yêu. Lâm Kỳ ánh mắt lạnh nhạt, trực tiếp liền muốn cất bước, kết quả bị yêu yêu truyền âm ngăn cản. Ông một tiếng, nơi đỉnh của thiên đẳng xuất hiện một khối hồn giới thạch rất to lớn, còn lớn hơn cả ba khối do nguyên thú bình đài cung cấp trấn áp đời đầy trực tiếp hình thành một mảnh chiến trường tinh thần trong chớp mắt thanh nhân của thiên thần tộc xông tới cảm thấy không thích hợp tinh thần bị áp chế hắn ta gầm lên giận dữ muốn thoát khỏi nhưng mặt trận vực trên mặt trăng ở sau lưng điên cuồng nghiền ép tới cuối cùng vị thánh nhân của thiên thần tộc này rơi xuống trong chiến trường tinh thần một đoàn tinh thần ly thể đáp xuống đây nhục thân cứng ngắc ở nơi đó cái gì trong tinh không tất cả mọi người rung động thế mà xảy ra loại chuyện này đây là muốn nghịch thiên sao yêu yêu thủ đoạn kinh người quả thực là kéo xuống một vị thánh nhân để hắn ta tiến vào bình đài quyết chiến tinh thần đây là muốn đồ thánh sao hôm nay thiên thần tộc cà phải xui không chỉ một la hồng bây giờ lại thêm một tên nữa xung quanh đó hoàn toàn đại loạn từ thánh nhân cho tới thế hệ trẻ tuổi ai cũng rung động vô cùng bọn họ sẽ không hoài nghi yêu yêu chắc chắn có thể đổ thánh bởi vì ngày xưa cô ta quá lóa mắt, huy hoàng có được đều là do giết ra tới. Mặc dù có danh xưng để nhật mỹ nhân dưới trời sao, thế nhưng là thực lực của cô ta lại càng để cho người nói chuyện say xưa. Lúc này, yêu yêu áo trắng phần phật, phòng hoạt tuyệt đại, nhìn xuống vị thánh nhân đó mà nói, gà đất chó sành. Vị thánh nhân đó sắc mặt chợt đỏ bừng, nhưng mà hắn ta cũng không có dám giận dữ mắng mỏ, chỉ là đang thì thầm nói, người muốn chiến cho viên tinh cầu này gặp đại họa hay sao hắn ta nhỏ giọng uy hiếp các người cũng tới đi lúc này yêu yêu vuốt ve nam chầm trong tay dẫn ra vô tận phủ văn trên mặt trăng rút xuống xuống tới đây còn kéo thừa lại bà lão á thánh cương giả cấp kim thân la hán vần vần của thiên thần tộc tổng cộng có 8 người đều cùng bị lôi kéo xuống tiến vào chiến trường tinh thần ta đã nói rồi một người đánh một đám người các ngươi toàn bộ tiêu diệt yêu yêu đói ra chấn động tinh không để tứ phương oanh minh lúc này trình nguyên thú bình đài triệt để xôi trào vô số cường giả đang kinh ngạc thốt lên cường giả các tộc đều mở to hài mắt hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có loại chuyện này phát sinh đã cách nhiều năm yêu yêu lại phải xuất thủ một bên khác sở phong kịch chiến la hồng không chút huyền niệm hắn chân bay toàn bộ kim cốt ở bên trong cơ thể của vị thánh nhân của thiên thần tộc này Người này mất đi chiến lực Hoàn toàn không được Dù là còn đang dùng các loại bí pháp kéo dài thời gian Cũng vô lực xoay chuyển trời đất Đạo cơ vỡ ra đi Trong lòng của lão ta gầm thét Nhưng mà tình huống Hiện thật lại là sợ phong vẫn như cũ sinh long hoạt hổ Nhưng về một bên đổ sát lão ta Là hồng bị đánh phát nổ Chưa năm xẻ bảy Mang theo khuất nhục Còn có không cam lòng đã giải thể Không ta là bất diệt Ta là thánh nhân lão ta gào thét quá sỉ nhục đường đường là thánh nhân sao có thể thua với một vị hậu bối lúc này sau khi lão ta bị xé nứt nhìn thấy một mảnh chiến trường ở một bên khác một mình yêu yêu nhìn xung một đám người của thiên thần tộc là hồng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình sau đó mất hết can đảm hết thảy đều bởi vì lão ta sẽ khiến cho tộc này tổn thất nặng nề Tinh thần thể của la hồng trên năm xẻ bảy lão ta biết mình xong đời thất bại thảm hại rốt cuộc vô lực hồi thiên nhất là nhìn thấy một vị thánh nhân khác trong tộc còn có á thánh cưng giả cấp bậc kim thần là hán tiến vào một mảnh chiến trường tinh thần khác lão ta lạnh từ đầu đến chân lão ta biết đều bởi vì chính mình mới dẫn đến man thảm kịch này địch nhân ở nơi đó là ai là yêu yêu công chúa những người đó quyết đấu với yêu yêu công chúa làm sao có thể sống được dù là lão ta là thánh nhân vô cùng tự ngạo cũng hiểu rõ những người kia đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là thành quả mà ngày xưa yêu yêu giết ra được, còn không có xuất thủ. Các phương nhân mã liền đã xem tám đại cao thủ của thiên thần tộc là người chết, cho rằng bọn họ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Là hồng gào thét, dãy ruộng lấy, lão ta muốn gầy dựng lại tinh thần thể, muốn điều mạng với sở phong, được kéo đối thủ ngọc thạch câu phần. Bởi vì lão ta biết, căn cơ tiến hóa của đối phương tràn đầy vết rách, mãnh liệt pha chạm, tất nhiên sẽ ra tốc sở phong bại vong. Thanh nhân của thiên thần tộc, thân thể đang thành hình, ngừng tụ làm thân thể, bất quá lại tràn đầy vết rách. Người vẫn nên lên đường đi, kéo dài hơi tàn như thế này có ý nghĩa gì? Sở phong lời nói hời hợt, loạt toàn thuật vừa ra, vòng xoáy màu vàng bay tới đằng trước. Là hồng phịch một tiếng nổ tung, trước mặt vòng xoáy màu vàng lão ta trở thành từng trận mưa ánh sáng lớn đều là tinh thần lực biến thành đi chết đi chúng ta cùng lên đường thôi la hồng tru lên muốn một lần nữa cây dựng lại thân thể lúc này lão ta không còn là một thánh nhân thong song cào cào tại thượng nữa lão ta biết mình đã đến ngày tận thế nhưng muốn kéo lấy sở phong cùng nhau đi chết tinh thần thể lần nữa hiền hóa đồng thời phía sau lão ta xuất hiện bức tranh là vũ trụ tàn phá và bình khí Đáng tiếc nơi này là thế giới tinh thần. Cái gọi là bức tranh đó cũng không hoàn thiện. Nhưng đạo ta đã không để ý tới nhiều như vậy. Thỏa thích vận dụng hết tất cả thủ đoạn có thể vận dụng. Vậy ta cũng thử một lần. Sở phong mở miệng. Bức tranh phía sau hắn ta bay ra ngoài. Oanh một tiếng. Dẫn như trở bàn tay. Đem vũ trụ tàn phá đó xé mở. Đem tất cả binh khí đều đánh gãy hủy sạch. Đừng nói là loại trạng thái giàu hết đèn tắt này của La Hồng. Cho dù là lúc toàn thịnh, bức tranh của lão ta cũng không địch lại. Bây giờ là một tràng đổ sát nghiêng về một phía. Ta không cam tâm, sao đạo cơ của ngươi còn không sụp ra? Quảng vụ bày bố, la hồng hướng về phía sở phong gào lên, lão ta sắp điên rồi. Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, đối với lão ta mà nói, thật sự là vừa mất mặt lại vừa mất mạng. Lão ta là thánh nhân, nên lôi đại tinh thần để quyết chiến cùng một cảnh giới với một tên hậu bối vốn dĩ đây chính là một chuyện không hợp thói thường để cho người ta cảm thấy lão ta không cần thể diện lấy đơn hiếp nhỏ từ đầu đến cuối loại kết quả này càng làm cho lão ta bị phẫn thế mà lão ta lại bại sắp triệt để tiêu vong đây là bi kịch cỡ nào một vị thánh nhân bị một người trẻ tuổi cấp độ quan tưởng giết chết chuyện đi liền sẽ để cho người ta trợn mắt há mồm cảm giác không thể tưởng tượng ra la hồng thân là thánh nhân của thiên thần tộc cũng coi là siêu nhiên tài thượng, quan sát cường giả của các tộc, kết quả lại rơi đến một kết quả như vậy. Trong tinh không có người cảm tán, hiển nhiên La Hồng sẽ được tất cả mọi người nhớ kỹ, sẽ trở thành tâm gương xấu điển hình nhất để giảng dạy. Đường đường là một đời thánh nhân, lại bị tù sĩ tiểu bối đánh chết, quả thực là xưa này chưa từng thấy. La Hồng kêu thảm, mấy lần bị đánh bạo, Đạo ta cảm giác chính mình suy yếu tới cực điểm, đã không thể đại xây lại thân thể tình thần lực sắp triệt để tiêu tán ta hận ta thật là hận ta là thánh nhân thế mà lại chết ở trong tay một tên tiểu tử chỉ mới cảnh giới quan tưởng hơn nữa hắn còn là thổ dân trên địa cầu la hồng kêu lên trước đó lão ta còn từng ngạo mạn vô cùng tự phụ tự hào đã từng tự tại giết hai vị thánh nhân thời đại thượng cổ trên địa cầu nhưng mà kẻ giết người rồi cũng sẽ có ngày bị người ta giết kết cục của lão ta sẽ càng thê thảm hơn chắc chắn sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ la hồng lên đường đi lịch sử sẽ nhớ kỹ ngươi sở phong chậm rãi nhưng lại rất khó lực nói nghe hắn nói như vậy la hồng quả thực lại thức giận đến run rẩy chuyện đền nổi điên lên lão ta sẽ thành vai vế vai hề trong lịch sử đây là một đả kích rất lớn đối với một người sắp chết như lão ta đi chết đi trong giây phút sau cùng sở phong quát lạnh một tiếng ở xung quanh hắn từng quả cầu đá thô ráp lần lượt xuất hiện vì hắn khắc theo nét vẽ ra trận vực ký hiệu xoay tròn lấy quay chung quanh phiến tinh thần quang vũ đó tiến hành luyện hóa lợi dụng phế vật dù người đến kiểm tra đo lường thủ đoạn mới nhất của ta sở phòng nói đây là thí nghiệm hoàn toàn mới của hắn đem quả cầu đá thô ráp xem như là nam châm bố trí trận vực la hồng kêu thảm sau đó tinh thần phá diệt nhanh chóng tan rã lão ta tiến dần tới trạng thái tử vong, tan thành mây khói. Trước khi chết, lão ta cảm giác vô cùng biệt khuất, nửa đời trước rất sáng chói trước khi lão ta. Thành thánh kia, hủy diệt từng bộ tộc, chinh chiến các nơi, các tộc kính sợ. Lúc về già, lão ta lại thê thảm, quá bị thương. Cách chết này khiến cho lão ta khó mà tiếp nhận, đánh cực với một vị tiểu tu sĩ, không có thua mà còn bị tiêu diệt, chắc chắn lão ta sẽ lại để tiếng xấu muôn đời. Không sai, loại phương thức chiến đấu này có thể xâm nhập nghiên cứu một chút đi. Sợ phong gật đầu, lấy quả cầu đá thô ráp là nam châm, tiến hành bố trí trận vực. Cái này có lực sát thương kinh khủng đến dọa người. Ý chí của La Hồng đã bị ma diệt. Trước khi chết đi, Lão ta Bi vẫn vô cùng. Tiểu tử này quá thong song, coi Lão ta là vật thí nghiệm đang tiến hành thí nghiệm thuật công kích của trận vực. La Hồng diệt vong, một vị thanh nhân chiến tử trên động toàn vũ trụ tinh không toàn bộ các tộc xôn xao ôi là trời thanh nhân của thiên thần tộc bị sở phòng đánh chết rồi hủy diệt như vậy đây chính là một vị từ thánh nhân sống sót từ viễn cổ tới giờ lại bị giết chết như thế chiến tích huy hoàng sở phong nghịch thiên trận chiến này tỏ rõ hắn quật khởi mặt hướng vũ trụ đây là một trận chiến phong thần của hắn khắp đời sôi trào tận mắt nhìn thấy một hậu bối tu sĩ trẻ tuổi giết chết một vị thánh nhân để rất nhiều người rung động bọn họ rất kích động Sở thần xin mời nhận lấy đầu gối của ta chừng nào thì ngươi đến tinh không đến lúc đó ta đem em gái ruột của ta giới thiệu cho người làm quen lão bất tử của thiên thần tộc bị giết thật sự là đại khoái nhân tâm anh bảo lão ta cậy ra lên mặt để lớn hiếp nhỏ kết quả thế nào lão ta tự tin muốn trấn sát dư nghiệt kết quả bị giết chết chết rất thê thảm chết rất tuyệt vời đấy toàn bộ tinh không đều đang bàn tán sôi nổi có không ít người cười trên nỗi đau của người khác bởi vì thiên thần tộc ngày thường cao cao tại thượng vinh mặt hất hàm sai khiến người ta luôn luôn xem thường tiến hóa giả phía dưới có không ít người cũng dám giận không nói hôm nay sở phong đại thắng đánh giết thánh nhân của tộc này dẫn tới rất nhiều người cộng minh cảm giác trong lòng đại sướng khoái đương nhiên ở bên phe nhân mã của thiên thần tộc đó chính là một loại cảm thụ khác nhau mặt như màu đất như cha mẹ chết đi, tất cả đều hận không thể lập tức giết chết sở phong. Về phần những người căm thù sở phong, tộc đàn đã từng bị hắn bán thần tử thánh nữ, đều từng cái sắc mặt phát lạnh. Thành thế của sở phong càng lúc càng lớn, bầu chốt nhất chính là hắn thật sự có thực lực, tiềm lực vô biên khiến cho bọn họ ngoài tức giận thì còn mang theo sát khí. Trên địa cầu, cũng đã trong một mảnh reo hò, tiến hóa giả bản thổ thấy sở phong thắng được, chém trụng một vị thánh nhân. Đây quả thực là kinh thế phong bạo, quét sạch khắp nơi. Chén trà trong tay uất chỉ không lột bột một tiếng rời xuống ở trên thuyền trúc xanh. Toàn bộ nước trà đổ ra ngoài. Hắn ta ngơ ngác dững sợ. Kết quả này với hắn ta mà nói thực sự kinh dị. Cái gọi là giả tử của địa cầu biểu hiện quá nghịch thiên. Bên ngoài địa cầu, các phương cường xà đều thở dài. Vùng đất đã xuống dốc. Một cái người trẻ tuổi tên là Sở Phong quật khởi như vậy ghi tạc trong lòng của tất cả mọi người. Cho dù là mạnh nhất thập đại đạo tử, thiên nữ, ma tử vân vân cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ cũng không dám không coi trọng. Sở phong này đổ thánh, ai dám khinh thường đây? Mấy vị mỹ nữ xếp hạng đầu dưới trời sao, cũng đều dùng đôi mắt đẹp lấp lé, có thần mang nở rộ, nhìn chăm chú sở phong, muốn nhìn thấu hắn. Trước đó ai cũng không nghĩ tới, sở phong có thể đổ thánh mà lại là nghiêng về một bên đổ sát. Tất cả hết thảy đều giống như trái ngược, vốn là chiến quả thuộc về thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng, lại được sở phong biểu diễn ra. Lúc này trong chiến trường tinh thần, sở phong cảm nhận thấy tinh thần lực khổng lồ vô cùng đang từ từ bị thôi diệt, bị ba khối hồn giới thạch tịnh hóa, hấp thụ một bộ phận, còn lại quy về trong tiên địa. Đó là một bộ phận tinh thần lực của La Hồng bị chiến trường áp chế. Sau khi ý chí của lão ta tiêu vong, trở thành vật vô chủ bây giờ cũng tiêu tán theo sau khi sôi nổi qua đi ánh mắt của mọi người không tiếp tục nhìn chăm chăm sở phong mà là nhìn về phía một mảnh chiến trường tinh thần khác một mình yêu yêu công chúa đối mặt với tám đại cao thủ của thiên thần tộc có thánh nhân á thánh còn có cường giả cấp kim thần là hán có thể nói là cấp độ rõ ràng về tương đối mà nói yêu yêu quá lóa mắt rất có thể đoạt hết danh tiếng của sở phong rất nhiều người chờ mong Thời gian qua đi Năm tháng dài đằng đẵng Rốt cuộc lại có thể nhìn thấy cô ta xuất thủ Cùng lên đi Yêu yêu mở miệng Chờ đợi sở phòng kết thúc chiến cuộc Lúc này cô ta mới bắt đầu chiến đấu Những cường giả này bao gồm cả vị kia Nam tính thánh nhân Sắc mặt cũng trắng bệnh Còn chưa chiến điện đã có thể đoán được kết quả Nhưng cả bọn họ cũng không thể Không kiên trì xuất thủ Giết, diệt, diệt yêu nữ này đi chúng ta cùng nhau chém cô ta. Mở miệng chính là vị cường giả, cấp độ kim thần là hắn đó, người đầu tiên động thủ. Trên thực tế, những người khác không trần chờ trên phần bình tế ra bức tranh, các loại tuyệt học của thiên thần tộc, tất cả đều một mạch thi triển, cùng nhau đánh giết về vị yêu yêu. Yêu yêu quá nhanh, giống như là còn nhanh hơn cả ánh sáng, quên nhiễu thời gian ổn định, thân ảnh linh hoạt kỳ ảo, Vèo một tiếng đã đến phụ cận, tay phải phát sáng, xuất hiện một thanh kiếm làm từ ánh sáng năng lượng chém tới vị cường giả cấp bậc kim thần là hắn đó. Người này mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn ta gần như không thể tránh khỏi. Sao tốc độ của một người lại có thể nhanh đến như vậy, hoàn toàn siêu việt lẽ thường, giống như là xuyên qua tuế nguyệt mà tới. Hắn ta gầm thét, toàn thân phát sáng, nơi nắm đấm của hắn ta có năng lượng sôi trào, đem hết khả năng ngăn cản. Yêu yêu thấy thế sắc mặt bình thản, không buồn không vui phụ một tiếng trực tiếp đập nắm đấm của tên cường giả kia sau đó kiếm mang quét qua lại gọt sạch đầu của hắn ta trực tiếp chém chết dù là sớm có chuẩn bị tâm lý đám người trong tinh không vẫn là xôn xao cái này quá khủng bố rồi chỉ với một chiều là có thể tiêu diệt một vị cường giả cấp độ kim thần là hắn vô cùng nghịch thiên chú ý không đến tới gần cô ta cô ta tu thành một loại thần vực nào đó tiến vào trong lĩnh vực của cô ta sẽ không hề có lực hoàn thủ. Thanh nhân của thiên thần tộc quát lớn. Hắn ta gần như đã quên mất truyền thuyết có liên quan tới yêu yêu. Cho đến giờ phút này cô ta chém giết cường giả cấp độ kim thần là hắn trước mặt mọi người. Những ký ức xưa cũ đó mới bị nhớ tới. Dù là hắn ta nhắc nhở, chiến đấu kế tiếp cũng không có bất kỳ lo lắng gì. Yêu yêu chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây, vô luận khi thi triển kiếm pháp hay là vung ra quyền ấn hoặc là trong nháy mắt tất cả đều là kinh khủng sát thức chỗ đến việt hòa long lánh vô cùng thể mỹ đây là nghiêng về một bên và đổ sát trong chiến trường tinh thần năm người của thiên thần tộc kêu liên tục thảm thiết có vài người bị giết chết nhưng lợi phương pháp hô hấp trùng cực của tộc này một lần nữa dựng lại thân thể trùng sinh nhưng mà kết quả vẫn là bị giết chết kết quả là ngay cả vị thánh nhân đó cũng gầm thét đồng người bay lên bị một đạo kiếm khí của yêu yêu cắt lấy đầu lâu cô ta sở hướng phù địch ở trong chiến trường tinh thần yêu yêu vẫn tuyệt mỹ như cũ bây giờ cô ta lạnh đà chuyên chú cũng là lạnh lùng nhưng là một vị nữ chiến thần tự bỏ mặt khác chỉ chuyên chú diệt địch Á à thánh kêu lên thảm thiết bị bàn tay của yêu yêu bố ra một vệt kim quang trực tiếp chém ngang lưng nơi cô ta đi qua dễ như trở bàn tay. Thần vực của bản thân à? Sở phong nhìn chằm chằm trong chiến trường, hắn bị xúc động mạnh. Trong trước mắt có rất nhiều ý nghĩ, hắn thấy được không gian càng rộng lớn hơn. Trước đó, khi hắn chiến đấu với La Hồng, đã từng ngắn ngủi đem thánh nhân của thiên thần tộc giam cầm trong hư không. Đây chính là sử dụng hình thức thô ráp ban đầu của một loại vực. Về sau, hắn lại nếm thử các ký hiệu trận vực đền trên quả cầu đá thô ráp bằng năng lượng thể, trấn sát la hồng, đây cũng là cách sử dụng một loại vực. Sở phong cảm thấy, hắn tìm được hai con đường, đều có thể đuổi theo yêu yêu. vương toàn đệ nhất dưới trời sao cao cao tại thượng mà hắn cảm thấy có lẽ mình có thể chạm đến. Trong phiến chiến trường tinh thần kia, yêu yêu công chúa chém rụng tất cả mọi người, kết thúc chiến đấu, một người cũng không để lại, đem thiên thần tộc từ kinh thân la hắn đến á thánh lại đến thánh nhân toàn bộ diệt sạch sẽ lúc này trong tình hải chấn động vô cùng nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tôn anh nhé tôn anh xin chân thành cảm ơn